Tập 36. Chị nghe nói em với Hải Bình... Hải Bình thật sự quá điểu cán. Giờ này em vẫn ổn chứ? Giám đốc Dương, cũng vì chuyện cá nhân của em, em muốn xin nghỉ dài ngày. Ảnh hưởng tới công việc, gây bất tiện cho công ty. Em thật sự xin lỗi. Em đừng nói như vậy. Gia đình sẽ ra chuyện lớn như vậy. Nếu như công ty giúp được gì cho em thì em cứ việc nói. Chuyện của bé em cũng đừng quá buồn. Chị có thể hiểu được tâm trạng của em. Em còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội mà. Còn công việc, em không cần phải lo lắng. Cứ nghỉ ngơi đi, chăm sóc sức khỏe. Tuy rằng đây là chuyện gia đình của em và Hải Bình, nhưng nếu như em không ứng phó nổi, vậy thì chị sẽ kêu Lý Phong đi nói chuyện với Hải Bình. Dù sao Lý Phong cũng là chú hai của nó. Từ nhỏ thằng bé đã sợ Lý Phong. Nếu Lý Phong ra mặt, Hải Bình sẽ không dám làm gì đâu. Không cần đâu. Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết. Cảm ơn giám đốc Dương đã quan tâm. Không có gì đâu. Vậy em về nha. Được. Lưu Đình, em tan làm rồi sao? Em có thời gian không? Nói chuyện với anh đi. Chỉ nửa tiếng thôi cũng được. Pizza này là món em thích ăn nhất. Em coi em không chăm sóc bản thân gì hết. Em ốm đi nhiều quá. Đừng có ngồi đó, em ăn đi. Có chuyện gì không? Có chuyện gì mau nói đi, nếu không em sẽ đi đó. Mấy ngày nay anh tự kiểm điểm hành động của bản thân. Anh cho rằng mình đã vô cùng khốn nạn. Anh không dám cầu xin em tha thứ. Nhưng mà thực sự anh muốn làm việc gì đó để bù đắp cho em. Đình à, chúng ta về nhà đi. Chỉ cần em không đòi ly hôn thì chúng ta xí xóa hết những chuyện trước đây, không truy cứu nữa. Anh không truy cứu. Ý của anh chính là em còn phải cầu xin sự tha thứ của anh. Anh không có ý đó, đừng hiểu lầm. Anh biểu đạt ý của vấn đề. Anh, ý của anh muốn nói, anh biết mình sai rồi. Anh không muốn ly hôn đâu, anh không muốn mất em. Anh chỉ muốn làm vài chuyện bù đắp tổn thương anh đã gây ra cho em. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Tha thứ cho anh một lần đi. Chúng ta làm lại từ đầu vui vẻ sống có được không? Em đừng im lặng như vậy. Em đánh anh, chửi anh cũng được. Em đừng có nhịn trong lòng nữa. Em làm như vậy sẽ không tốt cho bản thân em đâu. Mất con rồi, anh cũng rất là buồn. Những lời này anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Kết quả thì sao? Em không tin nổi anh nữa rồi. Ly hôn đi, tốt cho cả hai. Anh biết bây giờ em vẫn còn giận anh. Anh không ép em. Nhưng mà anh xin em đừng trốn tránh anh có được không? Anh rất lo lắng rằng em ở bên ngoài đã ăn cơm chưa, đã ngủ chưa. Anh lo lắng cho em ở ngoài một mình sẽ có chuyện. Em một mình vẫn rất ổn, anh không cần lo cho em. Đình à, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Sao về trễ vậy?
Hải Bình tới tìm em. Em có sao không? Anh ta làm gì em không? Không có. Anh ta không làm gì em hết. Anh ta xin lỗi và thừa nhận sai lầm. Vẫn nói mấy lời trước kia thôi. Anh ta không muốn ly hôn. Vậy em nghĩ sao? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đứa bé và những gì anh ta đã làm, em không thể nào tha thứ nổi. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, em và anh ấy không thể ở bên nhau được nữa rồi. Cho dù thế nào, chỉ cần em vui thì em quyết định ra sao anh cũng luôn ủng hộ. Vào trong nghỉ ngơi đi, nhanh đi. Xin chào giám đốc Lưu, tôi là Hàng Lộ đây. Xin lỗi nha, đã làm phiền anh. Trước đây anh có tới phòng tranh để xem tranh, nói là muốn lấy một bức tranh và treo ở văn phòng đó. Tôi vừa mới nhận một bức tranh vô cùng tuyệt tác, vốn chỉ là chủ nhân của nó định giữ lại, nhưng mà tôi năn nỉ suốt mới cho tôi làm người đại diện bán. Phải đó, nếu như anh không hiểu về tranh, tôi chắc chắn sẽ không giới thiệu cho anh đâu. Anh chắc chắn là biết rằng giá cả không hề rẻ. Hay là như vậy đi, nếu như anh có thời gian thì tới phòng tranh của tôi xem nha. Nếu như anh thích thì chúng ta bàn về giá cả. Được, được chứ. Chiều mai tôi đợi anh ở phòng tranh nha. Rồi rồi, chào anh. Ôi trời ơi, mỹ nữ Hàn kìa. Xem ra cô cũng vui vẻ phải không? Có vụ làm ăn lớn sao? Nói dớ dẫn gì vậy? Chỗ này không quan nghênh anh đâu. Quách Hải Bình, Tiêu Tiểu Quân còn chưa thèm tìm anh tính sổ, anh lại tự mò tới đây sao? Anh không biết nhục hả? Thì ra là như vậy. Đây gọi là thay Tiêu Tiểu Quân xả tức sao? Cô nói coi, Tiêu Tiểu Quân sao lại có phúc tìm được một cô vợ bên giật mình như vậy? Sao tôi lại không có phúc như vậy chứ? Anh không xứng. Nè, lẽ nào cô không muốn biết tại sao Tiêu Tiểu Quân lại chuyển nhượng cổ phần nơi mà hắn hết lòng làm ăn cho tôi sao? Cậu ta đồng ý với tôi, chỉ cần ly hôn với Lưu Đình, cậu ta sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cho tôi. Hàng Lộ, ngày tổ chức hôn lễ, hắn đưa Lưu Đình bỏ chạy, để lại một mình cô bơ vơ ở lễ đường. Bây giờ hắn lại chuyển nhượng hết cổ phần cho tôi. Rõ ràng là muốn ở bên Lưu Đình chứ còn gì nữa. Tiêu Tiểu Quân vốn không coi cô ra gì hết. Cô nói coi, người vợ như cô sao có thể bao dung độ lượng tới mức đó? Chuyện này liên quan gì tới anh? Như vậy thì càng chứng minh Tiêu Tiểu Quân là người có tình có nghĩa. Được, vậy thì tôi không nhiều lời với cô. Chờ chút nữa anh Lý chủ nhân bức tranh đưa người tới xem tranh, cô mau chuẩn bị đi. Cô nói coi là bạn học cũ, tôi lại rảnh rỗi giới thiệu mối làm ăn cho cô không tốt thì thôi. Cô còn kêu tôi có ý đồ sao? Xin mời, bên này. Anh Lý, Hải Bình. Chào anh. Chào cô. Tôi giới thiệu hai người với nhau. Đây là chủ nhân của bức tranh, anh Lý. Còn đây là vị khách tới xem tranh, anh ấy đưa đến. Còn đây là cô Hàng Lộ, chủ nhân phòng tranh. Quan nghênh các vị. Hai người ngồi xuống đi, tôi đi rót chút đồ uống. Các vị uống cà phê hay là uống trà? Không phiền đâu, chúng tôi xem tranh luôn. Chút nữa còn có việc. Được. Ý Hàm, em đem bức tranh hôm trước Quách Hải Bình mang tới đây cho chị. Vì đây là bảo bối của anh, cho nên chúng tôi giữ gìn rất cẩn thận. Cảm ơn cô. Đi đi. Không phải, đây không phải là tranh của tôi. Sao lại không phải là tranh của anh? Lần trước anh ta mang bức tranh này tới. Một bức tranh quý báu như vậy, trong phòng tranh này không thể có bức thứ hai. Cô nhìn đi, cái chỗ này vốn là màu xanh đậm kia mà, bây giờ lại biến thành màu xanh nhạt rồi. Đây rõ ràng không phải tranh của tôi. Đây, để tôi xem. Ở đây. Phải đó,
Lần trước tôi cầm bức tranh này tới, hai màu này giống hệt nhau mà, là màu xanh đậm, bây giờ tại sao là màu khác rồi Hàn Lộ? Cô Hàn à, chúng tôi tin tưởng Hải Binh, cho nên mới đặt tranh ở phòng tranh của cô. Cô làm như vậy thì không hay lắm. Tôi thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra. Quách Hải Binh mang tranh tới, tôi liền đặt vào hòm giữ luôn, còn không cho ai xem nữa mà. Không phải anh nghĩ tôi tráo tranh đó chứ? Hàn Lộ, cô cứ nói Tiêu Tiểu Quân thiếu tiền, cũng không tới nỗi tráo tranh của anh Lý đó chứ. Cô làm tôi khó xử quá. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Ai tráo? Anh Lý, anh xem là có hiểu lầm gì không? Tôi làm ăn, tôi không thể nào mà ẩu tả như vậy được, tự phá hoại mình phải không? Cô Hàn, bức tranh này vô cùng quý giá, cô trả tranh cho tôi đi. Như vậy tôi sẽ không truy cứu nữa được không? Tôi thực sự không tráo tranh của anh, sao anh lại không tin tôi chứ? Cô Hàn à, nếu cô một mực không thừa nhận thì chúng ta ra pháp luật đi, để pháp luật xử lý. Vậy đi. Anh Lý, đi. Anh Lý, nghe tôi giải thích đi, chúng ta nói chuyện trước đã. Hàn Lộ, cho dù là cô thiếu tiền thì cô cũng không nên làm như vậy. Mở cửa làm ăn mà cô không giữ chữ tín là sao đây? Làm sao mà ai tin cô được? Quách Hải Binh, anh đừng có mà giả từ bi. Đây chắc chắn là chuyện xấu mà anh làm ra. Là bạn học cũ, cô nói tôi như vậy sao? Thật sự khiến tôi đau lòng đó. Tôi kiếm chuyện với cô, tôi thoát được chắc. Cô tự xử đi. Tiểu Quân, em lại gây quả lớn nữa rồi. Phải rồi, vì là người quen cho nên lúc đó không nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy. Bây giờ đối phương đôi co, nói là chúng tôi tráo tranh, giờ phải làm sao chứ? Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, cũng không để lại bằng chứng gì. Vậy thì trong tình huống này, chúng tôi có khả năng thắng kiện hay không? Được rồi, tôi biết rồi. Được, cảm ơn nha. Có gì tôi sẽ gọi lại. Được rồi. Sao rồi? Luật sư nói sao? Luật sư nói chúng ta không có chứng cứ. Nếu như vậy mà đi kiện, khả năng thua kiện rất cao. Đều tại em hết. Lúc đầu tại sao em lại tin Quách Hải Binh? Bây giờ cổ phần giao hết cho hắn rồi, quán bar cũng thuộc về hắn rồi. Sao hắn lại xấu xa tới mức đó? Sao lại trở thành con người như vậy? Quỷ hoại quán bar, bây giờ là quỷ hoại phòng tranh. Hàn Lộ, cậu vừa nói giao hết cổ phần của quán bar cho Quách Hải Binh là sao vậy? Lúc đầu Tiểu Quân muốn Quách Hải Binh ly hôn với cậu, cho nên đã giao 51% cổ phần của quán bar cho hắn hết. Thôi đi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Hợp đồng này không tính. Anh ta nhất định sẽ phải trả cổ phần cho anh. Thôi đi, mọi chuyện đã như vậy rồi, nói gì cũng vô ích thôi. Mọi chuyện sao lại tới nước này chứ? Tiểu Quân, sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao anh lại đồng ý giao hết cổ phần cho anh ta? Anh như vậy, anh làm như vậy làm sao em trả nổi? Anh còn một tia hy vọng với nhân cách con người của Quách Hải Binh. Anh tưởng nếu cho hắn thứ hắn muốn thì hắn sẽ không đến làm phiền chúng ta. Bây giờ xem ra anh nhìn lầm rồi. Em quá hiểu rõ con người của Quách Hải Binh. Anh ta nhất định sẽ không để yên đâu. Tất cả cũng tại em, cho nên anh ta mới gây ra chuyện khốn nạn như vậy, ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người. Em thực sự rất xin lỗi. Đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan tới em đâu. Đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách. Em ra ngoài một chút.
chúng ta gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Hải Bình, em muốn hỏi anh một chuyện. Em hỏi đi. Em hỏi gì anh cũng trả lời hết. Tại sao anh lại muốn cổ phần quán bar của Tiêu Tiểu Quân? Lúc đó Tiêu Tiểu Quân tới tìm anh, kêu anh ly hôn với em. Lúc đó anh giận lắm. Chuyện của hai chúng ta là chuyện riêng. Cậu ta là người ngoài, lại nói đông nói tây. Anh nhất thời kích động. Không ngờ hắn mang hợp đồng đến, giao cổ phần lại cho anh. Còn chuyện phòng tranh của Hàng Lộ, không phải do một tay anh gây ra sao? Anh biết lúc đó Tiêu Tiểu Quân đang thiếu tiền, Hàng Lộ là vợ của cậu ta. Anh nghĩ chuyện xấu trong nhà không đồn ra ngoài. Cho nên Hải Bình, mặc kệ trước đây anh đối xử với em ra sao, thì đó cũng là mâu thuẫn với hai chúng ta. Nhưng tại sao lại đấu với người khác, phá hoại cuộc sống của người khác? Lưu Đình à, anh biết trước đây mình đã làm rất nhiều chuyện khốn kiếp. Bây giờ anh biết sai rồi, anh muốn bù đắp. Em muốn vào nhà vệ sinh. Em quyết định không ly hôn với anh. Thật không? Em thực sự không ly hôn với anh. Điều kiện duy nhất, anh không được phép làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương người khác. Anh đồng ý với em. Chỉ cần em không rời bỏ anh, chuyện gì anh cũng đồng ý. Chuyện đi Pháp, em tính đi ra sao thì cứ đi đi. Chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu không phải là được rồi sao? Chuyện sinh con sau này hẳn tính. Anh không muốn vì mấy chuyện cỏn con không đâu này mà lại phải mâu thuẫn với em, tổn hại tình cảm của chúng ta. Bà xã, em làm gì vậy? Em xem bản thiết kế. Xem bản thiết kế gì chứ? Trễ vậy rồi còn chưa ngủ sao? Nếu như anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Em không ngủ thì anh làm sao mà ngủ được?
Giám đốc Hàn, bức tranh này lại xuất phát từ tay của thầy giáo trường đó. Tác phẩm này vẫn chưa hoàn thành. Hàn Lộ, anh chờ một chút nha. Được, cô cứ làm việc đi. Anh tới làm gì? Anh hại người khác chưa đủ thê thảm sao? Hàn Lộ, Hải Bình có nói với mình về chuyện ở phòng triển lãm tranh, sau đó phát hiện ra đúng là có chút hiểu lầm, cho nên qua đây giải thích với cậu một chút. Hôm đó khi tôi về nhà nghĩ kỹ lại, có thể là lúc tôi chuyển bức tranh tới đã không bàn giao với cô rõ ràng, cho nên mới gây ra tai họa lớn như vậy. Là tại tôi quá bất cẩn thôi. Nhưng bức tranh đó dù sao cũng là bảo bối của chủ nó. Cho dù là do phía các cô làm mất cũng được, hay là do người khác lén lút trao đổi cũng được, đối với người ta mà nói đều là tổn thất. Người ta vốn khăng khăng muốn khởi kiện phòng tranh của cô. Tôi với Lưu Đình đã thương lượng một chút rồi, thấy rằng các cô làm ăn cũng không dễ dàng, đừng vì chuyện này mà làm cho phòng tranh không kinh doanh được nữa. Với tư cách là bạn bè, chúng tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, cho nên tôi đã dùng tiền để thầy cô giải thích rõ ràng với chủ bức tranh đó, giải quyết riêng rồi. Ông ta quyết định sẽ không khởi kiện các cô. Theo ý anh thì chúng tôi vẫn phải đội ơn anh phải không? Thu lại cái lòng từ bi giả tạo đó của anh đi. Những chuyện này đều do Quách Hải Bình anh cố ý làm ra. Anh muốn nhìn tôi và Tiêu Tiểu Quân càng ngày càng thảm, anh mới hả giả phải không? Hàn Lộ, cho dù là ra sao, chuyện kiện cáo cũng đã giải quyết xong rồi. Đã đem tới nhiều phiền phức như vậy cho các cậu, tụi mình cũng rất xin lỗi. Được rồi, vậy thì cô cứ làm việc đi. Chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của cô đâu. Chúng tôi đi trước đây. Đi. Ngã từ phía trước cho em xuống đi. Em muốn đi đâu? Em không về nhà với anh sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cần thời gian để bình tâm một chút. Em không về nhà thì đi đâu? Em tạm thời ở chỗ của bạn em. Em kêu anh giúp Hàn Lộ giải quyết phiền phức ở phòng tranh của cô ấy. Anh đã giải quyết xong rồi. Em kêu anh trả lại tất cả cổ phần cho Tiêu Tiểu Quân, anh cũng đã làm thủ tục rồi. Những yêu cầu mà em đề ra, anh đã thực hiện được tất cả. Em còn muốn anh làm sao nữa? Bây giờ lại nói không về nhà với anh. Rốt cuộc em đồng ý là không ly hôn với anh rồi mà. Đừng phá nữa, nghe lời đi. Chúng ta về nhà có được không? Em bây giờ không có cách nào bình tĩnh mà đối mặt được với anh. Nếu thực sự anh muốn tốt cho em, vậy thì tôn trọng quyết định của em đi. Nhưng bác Tài, dừng xe đi. Chờ tới một ngày khi mà em có thể hoàn toàn tha thứ cho anh. Tới đó rồi nói. Tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu không phải là vụ phòng tranh của Hàn Lộ, tôi kêu cậu tới chắc cậu cũng không tới.
Quách Hải Bình, anh như vậy là vui lắm sao? Tôi thấy rất vui mà. Làm người đừng có cạn tàu ráo máng. Cho người khác một con đường lui cũng chính là cho mình một con đường đi. Cậu lúc nào cũng nói như vậy hết, luôn hy vọng những người xung quanh đều tốt, nói phải giúp người này cứu người kia. Nhưng mà tôi nghĩ hoài cũng không hiểu. Tôi lại cứ muốn coi, tới lúc cậu không có tiền, không có địa vị, thì lấy cái gì ra để mà cứu đây? Buông tha Lưu Đình đi. Buông tha? Cậu nói buông là tôi phải buông sao? Đừng có cho là tôi không biết cậu đang mưu tính cái gì. Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Tiểu Quân, tôi sẽ không ly hôn với Lưu Đình đâu. Tôi phải dây dưa, phải chạy cho cô ta tới chết. Anh lấy cái gương ra mà đàng hoàng soi lại mình đi. Anh bây giờ quá là đáng thương rồi. Quách Hải Bình, có thể anh đã thắng, nhưng anh mãi mãi không thể nào có được hạnh phúc đâu. Anh về rồi sao? Em vẫn chưa ngủ sao? Ăn chút trái cây đi. Được, cảm ơn. Vết thương trên mặt của anh là tại làm sao? Khi nãy ở hành lang tối quá, không cẩn thận cho nên té một cái. Không sao đâu. Em đi lấy cho anh chút thuốc. Không cần đâu. Thiệt đó, không sao mà. Vết thương trên mặt của anh là do Quách Hải Bình làm phải không? Cho dù phải trả giá ra sao, anh cũng sẽ không để Quách Hải Bình tiếp tục ức hiếp em. Bây giờ em lấy cồn sát trùng cho anh nha. Được. Hơi đau đó. Đừng nhúc nhích. Vết thương đã xử lý xong rồi. Cảm ơn em. Vậy thì anh nghỉ ngơi đi. Em cũng vậy. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon.
Nói đi. Tới tìm tôi có chuyện gì? Anh vẫn chưa trả lại cổ phần cho Tiêu Tiểu Quân. Căn bản anh cũng không muốn trả lại. Có đúng không? Em vẫn không thể quên được Tiêu Tiểu Quân. Vội vàng liên hôn với tôi như vậy, không phải là vì muốn ở bên cạnh Tiêu Tiểu Quân sao? Em vẫn cho rằng đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, có lẽ anh sẽ ăn năn hối lỗi. Anh không thể buông tha cho Tiêu Tiểu Quân sao? Anh nhất định phải một sống một chết với anh ấy sao? Đừng nhắc tới Tiêu Tiểu Quân trước mặt của tôi. Tôi nói cho cô biết, hộ chiếu của cô là do tôi đốt đó. Tôi không cho cô đi Pháp. Cô không được đi đâu hết. Tôi không muốn nhìn thấy cô gian díu với thằng đàn ông khác. Tôi sẽ không ly hôn với cô đâu. Ngọn gió nào đến tới đây? Người làm ăn mà, đường nào thì cũng dẫn về La Mã. Tôi luôn phải băng qua thêm vài con đường nữa. Ngồi đi. Tôi nghe nói Quách Hải Bình là cổ đông lớn nhất quán bar chỗ cậu, cho nên hôm nay cố tình tới tìm giám đốc Tiêu đây để mà cùng nhau phát tài. Sao mới gọi là cùng nhau phát tài? Tôi chưa hiểu lắm. Thắng làm vua, thua làm giặc. Quách Hải Bình lòng dạ nham hiểm. Nếu cậu không đánh gục cậu ta, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nuốt cậu thôi. Tôi đã nói tới như vậy rồi. Chắc cậu đã biết nên chọn thế nào rồi phải không? Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cậu giúp tôi nắm quán bar của Quách Hải Bình trong tay, cũng là giúp cho bản thân giải quyết phiền hà lớn. Tôi tính chuyện tiền, cậu lo chuyện người. Một vụ làm ăn hai bên cũng có lợi như vậy. Cậu cứ nghĩ kỹ đi. Cứ nghĩ kỹ đi nha. Đi. Ủa? Lưu Đình đi mà. Vừa rồi em thấy Quan Kiệt tới tìm anh. Phải. Anh ta tìm anh là muốn cùng đối phó với Quách Hải Bình. Còn anh thì sao? Anh nghĩ kỹ chưa? Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Mắt nhìn thấy mặt trời đỏ lặn xuống dãy núi phía tây, gọi người dẫn đường một tiếng, ở trọ lại qua đêm. Hay, hay lắm. Hay cái gì chứ? Cái này mà hay sao? Đây, hôm nay tâm trạng tốt, hát cho mấy đứa một đoạn đây nè. Tôi đứng trên thành lầu, ngắm nhìn cảnh núi. Tai ta nghe. Đây không phải là vợ của Hải Bình sao? Không đúng. Là người yêu đầu của Tiêu Tiểu Quân. Khách quý tới nhà, chắc chắn có chuyện cần rồi. Anh không phải luôn muốn lật đổ Quách Hải Bình, cho anh ta thất bại thảm hại sao? Mới lạ nha. Rửa tay lắng nghe. Ngồi đi.
Sao đây? Không sống nổi nữa sao? Vậy là muốn giải tán rồi phải không? Rớt đầy vào. Tôi với anh cùng nhau lật đổ Quách Hải Bình. Em đã suy nghĩ về chuyện anh và Quang Kiệt hợp tác với nhau. Tính cách Quách Hải Bình rất đa nghi, thêm vào đó là mâu thuẫn với hai người bọn anh. Sợ là anh ta khó mà tin anh được. Anh biết Quách Hải Bình nhất định sẽ tìm người điều tra anh, cho nên anh đã cho người tung tin giả rồi. Anh ta bây giờ ngoài việc hợp tác với anh thì không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, không có gì hơn là diễn y như thật, để anh ta tin rằng chuyện này là thật. Quách Hải Bình vừa rồi hẹn em, anh ta đối với em không dè chừng nhiều như vậy. Những gì em nói anh ta sẽ tin hơn. Thực ra em không nên lội qua cái chuẩn bùn này làm gì. Lúc làm lễ cưới, anh không phải đã từng giúp em sao? Anh biết, nếu xin lỗi thì anh đã nói quá nhiều lần rồi. Em cũng không thể tin anh lần nữa. Nhưng nếu như anh có thể nói về một câu thì Lưu Đình à, anh xin lỗi em. Hôm nay em tới không phải để nghe anh nói những câu này đâu. Anh biết Quang Kiệt không? Anh ta gần đây liên tục tìm Tiêu Tiểu Quân. Tìm Tiêu Tiểu Quân làm gì? Anh ta biết anh và Tiêu Tiểu Quân đã tan rồi, muốn hợp tác cùng Tiêu Tiểu Quân. Thái độ của Tiêu Tiểu Quân rất kiên quyết, đã từ chối rồi. Tiêu Tiểu Quân, cậu ta có thể trượng nghĩa vậy sao? Phản ứng của anh ấy em cũng rất bất ngờ. Đầu tiên, mối quan hệ giữa hai người là cạnh tranh. Thêm nữa, những năm gần đây quan hệ cũng rất căng thẳng. Anh lại cứ nhằm vào anh ấy mà áp chế mọi chỗ. Em vốn chỉ còn nghĩ rằng anh ấy sẽ nhân cơ hội này lật đổ anh, nhưng không ngờ rằng anh ta lại rất niệm tình. Anh ta nói hai người bọn anh dù sao cũng từng là anh em, là bạn bè. Anh ta không muốn trông thấy anh thất bại thảm hại. Những chuyện kinh doanh em không hiểu, những gì em nên nói cũng đã nói rồi. Tin hay không là tùy anh. Phải rồi, Tiêu Tiểu Quân còn nói giữa anh và Quang Kiệt, anh ấy chẳng muốn giúp anh hơn. Nhưng nếu như anh không chấp nhận mà khăng khăng cố chấp, thì anh ấy chỉ có thể hợp tác với Quang Kiệt thôi. Anh suy nghĩ cho kỹ đi.